U răng, một trong những nguyên nhân gây ra thiếu răng trên cung hàm. U răng là tình trạng xuất hiện một khối u lành tính nằm trong hàm răng, là bệnh về răng khá phổ biến. U răng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm như biến dạng hàm mặt, cản trở các chức năng nhai nuốt, đặc biệt là khó khăn trong khi nói khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hà, trưởng khoa răng hàm mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, u răng là một khối u lành tính, nhưng nếu không được phát hiện và xử lý sớm, sẽ gây ra hậu quả như chân răng sữa không tiêu, răng vĩnh viễn tương ứng không mọc, ảnh hưởng đầu tiên đến thẩm mỹ lâu dài dẫn đến lệch lạc vị trí của các răng vĩnh viễn, có thể phải chỉnh nha sau này. Bệnh thường gặp ở thanh thiếu niên và hầu như chỉ được phát hiện khi bệnh nhân tình cờ đi khám do không thấy răng vĩnh viễn mọc hoặc là khi có biến chứng sưng nề, đau nhức nhiều vùng mặt. Phẫu thuật lấy bỏ khối u răng là phẫu thuật không quá phức tạp nhưng đem lại kết quả rất tốt, hạn chế những lệch lạc răng không đáng có sau này cho trẻ. Bệnh này chỉ qua chụp X-quang mới có thể phát hiện thấy, do đó để phòng ngừa bệnh lý u răng và bảo vệ sức khỏe răng miệng, phụ huynh cần chú ý nếu trẻ chạm mọc răng, hàm bị thiếu răng, cần phải đi chụp kiểm tra xem răng nằm ở đâu, có u chèn vào răng hay không. Đặc biệt khi có bất kỳ các triệu chứng bất thường nào như là răng lung lay, xương hàm lệch, có biểu hiện viêm xoang, viêm mũi cũng cần đi chụp X-quang để kiểm tra, đồng thời đưa trẻ đi khám răng định kỳ 6 tháng hoặc mỗi năm một lần để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.